Thưa quý vị, vụ việc viên Phạm Ma vẫn đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong chiều nay, thì Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã gặp mặt báo chí để làm rõ các thông tin xung quanh vụ việc này. Tại cuộc gặp gỡ diễn ra trong một giờ đồng hồ, thì đại diện Cục Quản lý Dược khẳng định báo chí đã đưa nhiều thông tin sai về cơ quan này trong vụ viên Phạm Ma. Những thông tin này đã làm giảm niềm tin, gây hoang mang cho bệnh nhân và xã hội. Tuy nhiên, thì những người được cho là liên quan trực tiếp đến vụ việc lại không xuất hiện tại buổi gặp mặt này. Bộ Y tế đã liệt kê trong các ngày từ 19 tháng 10 năm 2017 đến nay, một số đài báo, trang thông tin điện tử phản ánh các thông tin liên quan đến trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc Hatapita là không chính xác, không dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật. Báo chí đưa tin theo hướng quy kết trách nhiệm cho Cục Quản lý Dược là không đúng với thực tế khách quan. Tiếp theo thì nội dung là cho rằng là công ty Austin hết hạn giấy phép nhưng vẫn cấp giấy phép. Bất chấp cái khẩu thì đó hoàn toàn không có cơ sở. Bởi vì tại thời điểm ngày 30 tháng 12 năm 2013 thì khi cấp phép nhập khẩu lô thuốc chúng ta, công ty Fuji đã được gia hạn giấy phép trong 60 ngày. Như cấp báo đài đã được báo đài phỏng vấn đưa tin là cục quản lý cấp phép cho lô thuốc khi công ty nước ngoài thế nào. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược có nhận được giấy mời của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là giấy triệu tập như một số cơ quan báo chí nêu. Cục Quản lý Dược cho rằng việc phỏng vấn một số cá nhân rồi đưa tin là Bộ Y tế thiếu tôn trọng tòa án là hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ. Đại diện Bộ Y tế cho biết không có chuyện né tránh trách nhiệm cá nhân trong vụ án VN Phạc Ma. Tòa án không có giấy mời đích danh Thứ trưởng Trương Quốc Cường. Là ông Cường không né tránh, ông Cường đã trực tiếp trả lời trước dư luận thông qua đội ngũ cán bộ của Bộ Y tế và đại diện của Bộ Y tế, chứ không phải né tránh. Vấn đề không phải là người nào làm sao, vấn đề cơ quan quản lý trực tiếp đối diện vấn đề. Ở đây là Cục Quản lý Dược và Bộ Y tế đã đại diện để trả lời, đấy là cái tính pháp lý của vấn đề, chứ không phải là cá nhân nào. Cũng tại buổi gặp mặt báo chí bất ngờ chiều nay, đại diện Bộ Y tế một lần nữa khẳng định lô thuốc Hatapita không đáp ứng đủ điều kiện lưu hành trên thị trường để sử dụng cho người là hoàn toàn phù hợp với quy định của luật. Đồng thời, Bộ Y tế cũng cho biết Cục Quản lý Dược đã thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm trong giải quyết và xử lý gian lận lô thuốc do VN Phạc Ma nhập về.